Chào mọi người ạ. Hôm nay mình làm video này để giới thiệu tới các bạn về chiếc nhôm hay còn gọi là lam nhôm chảy máu hình thoi. Hiện tại trên bàn mình đang để hai mẫu lam nhôm hình thoi có màu trắng và màu ghi. Đây là những cái màu mà phổ biến thông dụng và được sử dụng nhiều nhất. Và cái thời gian sản xuất thì và sơn thì cũng nhanh hơn các loại màu khác, ví dụ như là màu vân gỗ hay là màu cà phê thì cái thời gian sơn sẽ lâu hơn. Trên tay mình đang cầm là bản 150. Các bạn có thể quan sát cùng mình về mặt cắt và độ dày của chiếc nhôm hình thoi. Lam nhôm hình thoi hay còn gọi là lam nhôm hình elip được đúc định hình nguyên khối từ vùng nhôm hợp kim cao cấp và được ứng dụng rộng rãi ở rất nhiều hạng mục của công trình bởi cái tính đa dụng cũng như độ bền theo thời gian. Lam nhôm hình thoi có thể lắp được hai dạng là dạng cố định và dạng chuyển động. Điều này là khác biệt hoàn toàn với các loại lam nhôm khác như là lam nhôm lá liễu hay là hình đầu đạn, lam nhôm 13S hay 85C. Sau đây mình sẽ giới thiệu thêm với các bạn về cái mẫu lam nhôm hình thoi màu cà phê. Đây là cái mẫu bên mình, mô hình bên mình đang để trưng bày ở văn phòng, có thể thiết kế theo hướng chuyển động được. Mình đặt tương quan giữa ba cái màu trắng, màu ghi và màu cà phê để các bạn có thể thấy được sự khác nhau để lựa chọn theo sở thích của mình. Cách lắp đặt lam nhôm về lam nhôm hình thoi chuyển động và cố định cũng khác nhau. Về lam nhôm hình thoi chuyển động thì ta cần phải có thêm các cái phụ kiện chuyển động và piston để làm cho lam nhôm có thể quay được. Lam nhôm hình thoi chuyển động thì sử dụng ở các cái công trình có cái suất đầu tư lớn bởi vì cái chi phí sẽ cao hơn khá là nhiều so với lam nhôm hình thoi cố định và các loại lam nhôm khác. Còn về lắp đặt lam nhôm hình thoi cố định thì chúng ta phải có thêm kẹp chớp và đầu bịt mắc bịt của chiếc nhôm hình thoi. Về báo giá của lam nhôm hình thoi tại thời điểm này, đối với riêng của cái bản 150 màu trắng thì bên mình đang để giá là 260.000 đồng một mét dài. Còn với các loại chiếc nhôm lam nhôm hình thoi khác, ví dụ như là bản 100, bản 200 và các bản khác, thì các bạn có thể click vào đường link website để bên dưới phần mô tả của video hoặc là gọi điện thoại tới số hotline 0982064269 để được báo giá trực tiếp. Bởi vì báo giá sẽ thay đổi tại từng thời điểm khác nhau. Thời điểm này là giá như thế này nhưng tại các thời điểm khác thì báo giá có thể thay đổi. Vì thế nên là các bạn muốn biết báo giá, các bạn có thể gọi điện thoại tới số hotline mình vừa chia sẻ. Video vừa rồi thì mình vừa giới thiệu tới các bạn các cái màu lam nhôm hình thoi, chất nhôm hình thoi được sử dụng nhiều, đó là màu trắng, màu ghi hay và màu cà phê. Ngoài ra thì một số màu khác bên mình vẫn có thể sang yêu cầu với quý vị, nếu quý khách hàng yêu cầu. Video này thì mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những video mới.